Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Youtube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình VLAN Access List trên Switch Sitco. VLAN Access List là một tính năng khá hữu ích trên Switch Sitco khi các bạn muốn chặn lưu lượng trong cùng một VLAN hoặc giữa các VLAN khác nhau cũng được. Có nhiều phương pháp để chúng ta có thể làm được, tuy nhiên thì VLAN Access List theo mình thì đơn giản hơn. Mình đang dựng một mô hình đơn giản chỉ gồm hai Switch và 3 PC để test. Mình đang có hai VLAN, các port access, trunking và IP mình đã cấu hình theo đúng mô hình. Gateway 2 VLAN mình đang đặt trên switch 1, nó cũng không quan trọng, các bạn đặt ở đâu cũng được, mục đích chỉ để cho hai VLAN thông nhau thôi. Yêu cầu của bài lab này là chúng ta sẽ phải sử dụng VLAN access list để chặn truy cập giữa tất cả các máy tính trong mạng tới VPC4 và ngược lại. VPC4 thì vẫn truy cập được Internet trong bài này thì mình sẽ ping tới IP 192.168.1.1 này. Với access list nói chung thì quan trọng nhất là chúng ta cần chọn vị trí đặt hợp lý và chiều phù hợp. VLAN access list thì không cần chọn chiều in out nên chúng ta chỉ cần chọn vị trí là được. Với mô hình của mình thì mình sẽ cấu hình trên switch 2 và áp dụng cho VLAN 10. Mình sẽ kiểm tra ping trước. Khi chưa có access list thì các máy tính đều thông nhau. Bây giờ mình sẽ cấu hình vlan access list trên no switch2. Đầu tiên chúng ta phải tạo các access list thông thường để xác định traffic nào sẽ bị lọc bởi vlan access list. Với yêu cầu trên thì chúng ta cần lọc traffic giữa hai vlan 10 và 20 tới một máy tính thuộc vlan 10 là 10.0.10.11. Do vậy mình sẽ tạo hai access list tương ứng với hai giải này. Các bạn cần sử dụng permit trong lệnh này nhé vì đây là chúng ta đang định nghĩa các loại traffic sẽ bị lọc thôi còn action thì chúng ta sẽ cấu hình sau sau đó định nghĩa loại giao thức mà các bạn muốn chặn mình chặn hết nên là sẽ chọn ip luôn còn thực tế thì các bạn có thể chặn traffic của một số loại giao thức cụ thể cũng được nhé Bước tiếp theo các bạn tạo VLAN Access Map. Mình sẽ đặt tên là Danny chấm 10.11. Cuối cùng câu lệnh là C, nó cũng giống như là Access List. VLAN Access List sẽ check từ trên xuống, do vậy thì các Access List chi tiết các bạn cần đặt số C nhỏ hơn để nó ở phía trên. Mình sẽ đặt là 10 sau đó add access list 100 vừa tạo vào bằng lệnh mes ip address 100. Action của access map này sẽ là drop. Khi đó thì các traffic vào mask với access list 100 mà các bạn vừa tạo sẽ bị drop hết. Cuối của access list luôn là Danny Annie. Do vậy các bạn cần tạo thêm một access map khác để cho phép các traffic còn lại nhé. Và sequence phải lớn hơn để nó ở phía dưới mình sẽ sử dụng 20. Action là forward. Bước cuối cùng là áp dụng VLAN access list cho VLAN mà bạn muốn, mình sẽ áp dụng cho VLAN 10. Ok, bây giờ mình sẽ test lại. Các PC khác đã không còn ping được đến PC 4 nữa. PC4 cũng không ping được các PC khác. Ping đến 192.168.1.1 thì vẫn ok. Giữa PC3 và PC5 vẫn ok. Với VLAN ACL thì chúng ta rất dễ dàng để chặn traffic giữa các máy trong một VLAN hoặc chặn giữa các VLAN khác nhau. Quan trọng nhất là các bạn định nghĩa đúng loại traffic muốn chặn và vị trí đặt cho nó phù hợp thôi. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình VLAN Asset List trên Suite Nếu các bạn gặp khó khăn gì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng khắc phục nhé. Đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.